Nini, có phải cô bốc đồng quá rồi không? Daisy vẫn chưa báo lên cấp trên đâu, giờ cô hối hận vẫn còn kịp đấy. Tôi không bốc đồng đâu, tôi không muốn đứng đây một giây phút nào nữa. Giới hàng hiệu chính là như vậy, nếu cô vì mấy chuyện này mà xin thôi việc thì cũng chẳng dễ dàng tìm được việc ở chỗ khác đâu. Được rồi, cô đừng lo cho tôi nữa. Chẳng phải cô thích mấy thỏi son này sao? Cho cô cả đấy. Chúc cô có được đơn hàng lớn. Có chuyện gì thì nhắn tin cho tôi nhé. Tạm biệt. Cô bảo trọng nhé. Nini. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhayz.org. Chồng ơi, đến đây. Em định đi xem bao bì đã đặt cho xưởng trà. Mình anh chăm con được chứ? Được mà. Trong tủ lạnh có bánh bao chị Trần làm trước khi xin nghỉ. Ngăn đá thì có há cảo. Anh nhìn cho kỹ, con ăn loại há cảo dành riêng cho trẻ nhé. Yên tâm đi. Hôm nay anh đừng đưa con ra ngoài nhé. Vẫn chưa hết đợt virus cảm cúm đâu. Lặp lại một lời nói nhiều lần là dấu hiệu của tuổi già đấy. Nếu không được thì cho thằng bé xem hoạt hình. Yên tâm đi, mọi chuyện có anh lo. Em đi đây, đi đường cẩn thận. Được rồi. Con trai. Bố ơi, người máy của con cũng đói rồi. Người máy của con cũng đói rồi à? Bố dẫn con đi ăn há cảo nhé. Vâng, đi nào. Bố nấu há cảo cho con ăn. Ngủ ngoan nhé. Xem nào. Con trai à, hôm nay chúng ta ăn há cảo cho trẻ em nhé. Là màu xanh này, vì bên trong có thêm nước ép rau chân vịt đấy. Ăn xong con sẽ trở thành postier. Để bố xem nào, cứng vậy sao? Bố, lâu lắm rồi chúng ta không ra ngoài chơi. Mẹ cũng không cho con đi nhà trẻ nữa. Chán quá đi. Mẹ con đã nói rồi mà. Tôi phát hiện anh giống như một người được bọc trong chiếc vỏ cứng, không dám dầm mưa, không được bị bệnh, không được ăn bữa tối. Cho dù thèm ăn đến nuốt nước miếng, anh vẫn phải nhịn. Mỗi một lớp đều là vợ anh áp đặt cho anh. Anh đã giam chặt một chàng trai vốn dĩ rất thú vị ở trong anh. Bố. Thực ra bố thấy mẹ con có hơi làm quá mọi việc. Ăn xong há cảo, bố dẫn con ra ngoài chơi nhé. Bố vạn tuế. Cô xem, màu sắc và chất liệu đều có thể sửa đổi. Nếu không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ sản xuất số lượng lớn. Tôi có thể hỏi, ai là người thiết kế bao bì đựng cho cô không? Là chồng tôi. Anh ấy là nhà thiết kế pháo hoa. Chẳng trách trên biển thiết kế có nhiều hình pháo hoa như vậy. Vô cùng thích hợp với hoa trà của cô. Thật sao? Vợ ơi, em về chưa? Tốt quá rồi con trai. Mẹ con chưa về, mau thay quần áo tắm rửa thôi. Bố, lần sau chúng ta đến nhà trẻ được không? Con tuyệt đối không được nhắc đến chuyện nhà trẻ. Bố hỏi con, lát nữa mẹ về hỏi chúng ta đi đâu, con sẽ trả lời thế nào? Con sẽ nói bố dạy con vẽ. Con tuyệt đối không được nói vậy. Nếu mẹ hỏi con vẽ ở đâu, chẳng phải sẽ lộ hết sao? Con cứ nói chúng ta ở nhà chơi đồ chơi. Con xem phim hoạt hình. Dù sao con cũng thuộc hết phim rồi, nên sẽ không bị lộ đúng không?
Chồng ơi, cơm sáng xong rồi, mau dậy đi. Sâu lười vẫn chưa chịu dậy nữa à? Sao còn chưa dậy thế? Chồng ơi, mau thay quần áo đi. Tưởng Ngôn sốt rồi, ta phải đến bệnh viện thôi. Anh đi xem có số ưu tiên không? Nếu không có, anh đến tìm y tá, hỏi xem có giúp ta đăng ký số được không. Được, em coi kia đợi anh đi. Từ từ thôi. Mẹ ơi, con khó chịu. Mẹ xem nào. Vẫn còn hơi nóng. Không sao, cục cưng của mẹ là cậu bé mạnh mẽ mà. Lát nữa khám bác sĩ xong, uống thuốc sẽ không sao nữa đâu. Dán miếng mát mát này vào là sẽ hết khó chịu thôi. Xong rồi. Vẫn phải đợi. Phía trước còn mười mấy số. Không sao đâu, con đừng lo. Thằng bé chỉ bị sốt, không sao đâu. Vợ à, có một chuyện anh phải thú nhận với em. Lần này con trai bị bệnh đều là tại anh. Anh dẫn con ra ngoài chơi đá bóng khiến con bị bệnh. Em biết. Sao em biết? Tối qua về em thấy giày Tử Ngôn toàn bùn cỏ. Em nhìn là biết rồi. Em không giận đấy chứ? Giận gì chứ? Không sao đâu, thằng bé chỉ sốt chút thôi. Đợi hết sốt rồi chắc cũng không đáng lo nữa đâu. Anh có thời gian chơi với con, con vui em cũng thấy rất vui. Được rồi, sao lại là bánh kem sô-cô-la thế? Trung Hiểu Dương, cậu không có gì mới mẻ hơn được à? Sao lại không mới mẻ được? Lần nào tôi cũng đặt ở tiệm khác. Tôi phải xem gần đó tiệm nào là ngon nhất. Tiểu Trung, sô-cô-la béo lắm. Mọi người có biết sô-cô-la nhiều lợi ích thế nào không? Có thể tăng đường huyết, giải tỏa áp lực, tăng cường trí nhớ. Và lại tôi mua sô-cô-la đen không béo đâu. Ngon lắm đấy, thật đấy. Nói gì đi nữa ta cũng đâu thể ăn bánh kem sô-cô-la trong bữa trà chiều suốt cả tuần được. Đúng thế, cậu nhìn mọi người ở đây xem. Ngoài Trung Hiểu Cần ăn ngon lành, còn ai hưởng ứng nữa đâu. Tôi cũng hơi ngấy rồi. Tiêm hạ sốt đúng là có tác dụng, không còn sốt nữa rồi. Ta cũng không thể quá coi thường. Đến tối có lẽ có thể bị sốt lại. Tối nay ta luân phiên trông con. Thuốc hạ sốt và miếng hạ sốt đều không thể thiếu. Được rồi, tối nay cứ giao cho anh. Anh phải lấy công chuộc tội. Còn chưa biết giữa hai người ai ngủ trước đâu. Anh đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà. Bố ơi, con chơi điện thoại một chút được không? Không được, giờ con đang ốm không được chơi điện thoại đâu. Khi nào con khỏi thì lại chơi nhé. Con chỉ chơi một lúc thôi. Giờ con phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi, nghe lời bố, không được nghịch điện thoại. Huyện Sơn, hay là anh để con chơi một chút đi. Hôm nay thằng bé bị bệnh, khó chịu cả ngày rồi.
Thấy con ngoan ngoãn nên mẹ mới xin cho con đấy. Chúng ta nói rồi nhé, chỉ chơi một lúc thôi được không? Vâng. Chúng ta xem Peppa Pig nhé. Vâng ạ. Con muốn xem tập có chú thỏ Richard đến chơi. Được, chúng ta xem tập đó. Hình như vẫn còn hơi sốt. Anh nhìn nhiệt kế này. Sao lại vẫn còn sốt chứ? Hay chúng ta đến bệnh viện đi. Không cần đâu. 3 tiếng trước em cho con uống thuốc hạ sốt rồi. Sau đó anh có cho uống nữa không? Không có. Thời gian cách nhau không được quá ngắn. Xem ra vẫn phải dùng miếng dán hạ nhiệt. Dán lên nhé. Anh đi ngủ đi. Em trông con cho. Nào, lau tay nhé. Từ khi nào mà tay anh không rời được điện thoại vậy? Vẽ đẹp lắm. Sau này con nhất định sẽ vẽ giỏi hơn bố. Chỗ này, vẽ ra thêm chút nữa nào. Mẹ, đến xem tranh con vẽ này. Con trai, hôm qua mẹ còn nói bố, hôm nay còn ngủ say hơn cả bố. Hình như không sốt nữa rồi. Anh còn nói em được nữa. Em cũng là đến gần sáng mới ngủ. Anh thì sao? Bố con anh chơi được hơn 1 tiếng rồi. Tinh thần cũng tốt lắm, có đúng không? Con đang vẽ gì thế con yêu? Đây là pháo hoa của bố. Cái này sao? Cái này mẹ nhìn ra được. Còn cái này thì sao? Cái này có phải do bố vẽ thay con không? Hôm đó pháo hoa của bố còn có một hình dạng khác. Vậy sao? Mẹ không phát hiện ra đấy. Có sao anh? Có chứ. Hôm đó vốn là anh muốn làm 2 số 0 trên trời. Kết quả là thất bại. Khả năng quan sát của con chúng ta rất tốt. Thật không uổng công mẹ đưa con đi học lớp năng khiếu từ sớm. Anh đi làm đi. Lát nữa chị Trần về, em sẽ đi thăm bố em. Con cũng muốn đi thăm ông ngoại. Con còn đang ốm mà. Hôm nay mẹ muốn con ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Con đã khỏi rồi mà. Đảm bảo rất khỏe. Thật sao? Em đưa thằng bé đi đi. Hai chúng ta nói rồi mà. Không cần quá cẩn thận. Và lại con trai đừng bao bọc kỹ quá. Thả cho tự do một chút. Có ích hơn việc tới lớp học sớm đúng không con? Được, nghe theo bố con. Uống cốc nước nào. Vừa nãy đánh được lắm. Từ từ thôi. Là Tử Ngôn vẽ đấy à? Chí tưởng tượng cũng khá lắm. Con xem bố có phải béo lên rồi không? Cũng có một chút.
Viện dưỡng lão này một ngày ba bữa chính, hai bữa phụ, cộng thêm một bữa trái cây. Cứ như thể chăm cho trẻ mẫu giáo vậy. Gần đây con vào Huyễn Sơn không có chuyện gì đấy chứ? Không có ạ. Sao tự dưng bố lại hỏi thế? Không có gì. Hai lần vừa qua toàn là con đến một mình, không phải cãi nhau đấy chứ? Không có. Gần đây công ty nhận được một đơn đặt hàng pháo hoa lớn, đang trong giai đoạn lắp ráp, thế nên anh ấy rất bận rộn. Vậy thì tốt. Huyễn Sơn cũng xứng đáng là người để gửi gắm lắm. Bố à, sao bố lại làm được điều đó vậy? Làm được điều gì? Mẹ con cũng đi đã bao năm nay rồi, trong lòng bố vẫn luôn nhớ nhung mẹ, không định đi tìm một chỗ dựa tình cảm nào khác sao? Bây giờ con nghĩ lại mới thấy bố thật sự rất lợi hại. Bố lợi hại gì chứ? Là mẹ con lợi hại thì có. Bao nhiêu năm nay vẫn chiếm vị trí trong lòng bố. Cũng chính vì chuyện đó, con mới hoàn toàn tin vào chuyện tình cảm. Tình cảm không đáng tin, quan trọng là con người. Thế nên mới nói, tìm được người đó là có phúc lớn. Nếu có thể được ở bên người ấy đến đầu bạc răng long, đó chính là may mắn to lớn nhất. Con gái bố chính là người như vậy. Ai gặp được con, người đó mới là người có phúc nhất. Khuya khuya à, lâu rồi tôi không dùng, tôi quên mật khẩu rồi. Vậy còn cách nào khác không? Có, để tôi gửi cho, cô nhập vào đi. Được. Được, cô gửi nó cho tôi đi. Tôi gửi luôn nhé, khoan đã. Sao tự dưng cô lại đến đây? Đến thăm anh mà. Cô biết là tôi ở công ty à? Lỡ tôi đi công tác thì sao? Thế thì tôi sẽ đợi anh. Tôi thôi việc rồi. Thôi việc rồi. Không phải cô thích làm ở khu vui chơi sao? Cô còn nói với tôi cô thích nhất là pháo hoa nữa mà. Tại sao lại thôi việc? So với những thứ đó, tôi thích anh hơn. Tôi muốn nói với anh là tôi đến Thượng Hải rồi, tôi muốn ở lại đây. Cô, được rồi, anh mau đi làm đi. Tôi cũng phải đi có việc đây. Đi nhé. Thơm quá. Bố bắt chú vào đi. Được rồi. Ngồi chắc đây nhé. Cố Dai. Chú Thẩm. Chú có chuyện muốn nói với cháu. Chú nói đi. Tháng sau đừng đóng tiền cho viện dưỡng lão nữa. Chú chuẩn bị về quê rồi. Sao lại đột ngột vậy? Chú nói chú không còn nhà ở dưới quê nữa mà. Đúng là không còn nhà nữa, nhưng bạn bè họ hàng thân thích tìm cho một nơi ở là giải quyết được ngay. Chú Thẩm, có phải chú lo chuyện tiền nong không? Chú không phải lo. Không, chú là người sốt ruột vì chuyện tiền nong sao? Vốn dĩ chú muốn đợi vụ án của Thẩm Kiệt có kết quả, đúng không? 3 năm, 5 năm chú cứ về nhà đợi, chú sẽ an tâm hơn. Chú sống ở đây, bố cháu lại chê chú trướng mắt. Tôi đâu có. Sao lại không? Người ham vật chất như ông, tôi lại không biết sao? Ông sợ tiêu tiền của con gái. Chú nói đùa thôi. Cháu bảo Huyễn Sơn đối xử tốt với chú, chú đều ghi nhớ trong lòng. Đợi Thẩm Kiệt ra ngoài sẽ báo đáp. Chú Thẩm, chú xem thế này được không? Cháu về nhà nói một tiếng với Huyễn Sơn, đến khi đó ta bàn bạc lại. Không, chú quyết định rồi, đừng khuyên nữa. Quyết định vậy đi. Chuyện này là thế nào? Bố chưa từng nghe ông ấy nói gì cả. Bố tỏ thái độ với người ta. Sao có thể chứ? Để bố về hỏi lại ông ấy. Con về đi. Đi đi. Vậy con về đã.
Đúng rồi, Giai Giai. Hai lần con đến, bố thấy con đều rất nặng lòng. Không có chuyện gì đấy chứ? Bố nói cho con nghe, phải thẳng lưng lên mà sống. Bố con ở viện dưỡng lão này vẫn chưa chết đâu. Có chuyện gì cũng có bố ở đây. Mẹ ơi, sao mẹ lại vui vẻ như vậy? Vì ông ngoại đã cho mẹ uống một viên thuốc an thần. Thuốc an thần? Có vị thế nào hả mẹ? Có phải kẹo không? Là kẹo đấy. Sao ông ngoại lại không cho con ăn? Lần sau đến, con cũng muốn ăn. Con là mèo đói à? Cái gì cũng muốn ăn. Sao anh biết em sống ở đây? Còn không mở cửa, chắc tưởng em chết trong nhà rồi chứ. Suýt nữa báo cảnh sát đây. Cô Giai nói với anh em sống ở đây. Chết nhiều ngày thế bốc mùi rồi, đứng ngoài cửa cũng ngửi thấy. Anh đừng dọn dẹp nữa, mau đi đi. Tiền dọn vệ sinh, em không thiếu nợ anh đâu. Được, vậy anh sẽ nhận nhé. Em yên tâm ngủ đi. Nếu em không muốn ra khỏi nhà cũng không sao cả. Ngày mai anh vẫn sẽ đến nấu cơm cho em. Cơm cũng sắp nguội rồi.
Đi ăn à? Ăn từ từ thôi. Đừng có nhét nhiều như vậy. Thêm một cốc nữa. Uống ít thôi. Cà phê uống không say. Càng uống càng tỉnh táo đấy. Dù sao em cũng không ngủ được. Thả không ngủ nữa. Nếu không ngủ được, mai cùng anh đến một nơi nhé. Mỗi sáng anh đều chạy đến nơi xa vậy để nhập hàng à? Mỗi tuần 3 ngày. Tưởng anh làm ông chủ rồi, không ngờ còn có lúc vất vả vậy. Đây không gọi là vất vả, đây gọi là có chuyện để làm, có triển vọng, có niềm tin. Còn những thứ này, em mãi mãi không phải người thảm hại nhất, cũng không phải người mệt nhất. Đừng có yếu đuối như vậy. Giày này đã nát thế này rồi. Cô xem đi. Đừng quá kích động. Sao lại không kích động? Đã nát thế này rồi. Tôi đợi đây một ngày rồi. Đền tiền đi. Đền tiền đi biết không? Đền tiền đi. Đưa tiền đây. Xảy ra chuyện gì vậy? Hiểu cần. Hai vị khách này nói chất lượng giày có vấn đề đòi trả tiền. Nhưng giày đã đi thành thế này rồi. Gọi người đến à? Để cho các cô biết. Hôm nay tôi không lấy được tiền bồi thường, không ai được đi. Xin chào. Ở đây là trung tâm thương mại chính quy. Mọi cửa hàng đều được thẩm tra chất lượng nghiêm ngặt. Tuyệt đối không bán giày giả. Giày này đã đi đến mức này. Cô là ai? Tôi ở bộ phận cơ sở vật chất. Cơ sở vật chất à? Bên đó mà quản chuyện này à? Tôi cho các cô biết, hôm nay chúng tôi tìm đến đây, các cô không giải quyết cho tôi, tôi sẽ gọi 315 đấy. Có gì từ từ nói. Thưa cô đừng vội. Không phải không bồi thường, nhưng chúng tôi cần có quy trình. Quy trình? Tôi cho các cô xem quy trình của tôi nhé. Cô không thể như vậy, cô ơi. Có gì từ từ nói. Có gì từ từ nói. Này cô ơi. Có gì từ từ nói. Sao cô lại đánh người hả? Ai đánh người? Ai thấy đánh người? Bảo vệ đâu? Cử vài người đến Innis Street. Có người gây chuyện. Gọi bảo vệ à? Mọi người xem đi. Chỗ này bán giày giả. Báo cáo giám định nói cửa hàng này bán giày giả. Tôi xem một chút. Giờ không bồi thường. Cô đừng đẩy người. Cô muốn đánh người à? Cô đừng đẩy người. Có người đánh người rồi. Đánh người rồi. Cô đánh vợ tôi à? Chuyện gì vậy? Đánh người phải không? Bị làm sao vậy? Đánh người phải không? Đánh người phải không? Vợ ơi, nào nào nào. Nào, đánh người rồi. Sao lại cố tình đánh người vậy? Tại sao lại đánh người? Kính chào quý vị khán giả. Về vụ việc trung tâm thương mại nổi tiếng bán hàng giả đang ầm ĩ gần đây, để hiểu về cái nhìn của mọi người về chuyện này, chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn đường phố. Tôi từng đến trung tâm thương mại đó. Tối nay anh ấy tặng tôi là mua ở đó. Cái gì? Còn đánh người à? Không đến cửa hàng đó mua đồ là được rồi. Tôi đã đăng bài khuyên mọi người đừng mua, đúng không? Đúng vậy. Đến trung tâm thương mại mua đồ vốn để có sự yên tâm, không ngờ nơi lớn như vậy còn bán hàng giả. Đoạn phim này tôi xem rồi. Cô gái đó là người của trung tâm thương mại à? Thật ngang ngược. Chính phủ nên quản lý những chỗ bán hàng giả này từ lâu. Phỏng vấn tôi cũng vô ích. Phỏng vấn những kẻ đó đánh người ở trung tâm đi. Còn dám đánh người? Nếu là tôi đánh chết cô ta rồi. Trung tâm thương mại có tiếng bán giày giả, ngang nhiên ức hiếp người khác, sau lưng chắc chắn có quan hệ.
Trung Hiểu Cần, cô đâu phải mới vào nghề đâu. Thế mà lại gây ra sai lầm lớn như vậy. Cô còn đánh người. Tôi không đánh người, giám đốc Từ. Tôi thấy cô gái kia bị đánh rách trán, tôi che cho cô ấy mà. Cô xem đoạn băng này đi. Mấy người rảnh hơi vừa đăng lên mạng, lên top tìm kiếm cả buổi sáng đấy. Cô có biết khó xử lý nhất là đôi giày đó thật sự có vấn đề không? Đôi giày này thật sự là giả à? Sáng nay em đã nhờ bạn trong giới giày giám định. Đôi giày này là đồ giả làm rất tinh xảo. Vốn dĩ luật sư Lưu nói chuyện này xử lý riêng, giải quyết xong là được. Giờ lên top tìm kiếm rồi, cả trung tâm thương mại bị cô làm cho rất bị động. Giám đốc Từ, tôi chắc chắn như vậy cũng vì tin tưởng trung tâm thương mại. Sao họ lại bán hàng giả? Cửa hàng trưởng của cửa hàng này đã đi tìm đại lý để đối chiếu. Rốt cuộc khâu nào có vấn đề, có phải vẫn còn giày giả khác, đều phải điều tra rõ từng cái. Nhưng đoạn phim về cô ầm ĩ quá mức rồi. Cả buổi sáng không giảm độ nóng, cả trung tâm thương mại chịu ảnh hưởng xấu. Mấy hôm tới cô đừng đi làm nữa, đợi chúng tôi có kết luận rồi tính. Giày này thật sự là giả. Nếu chị thấy không thỏa đáng, chúng ta tìm thêm vài người kiểm tra lại, giám định lại. Trung tâm thương mại tiếng bán hàng giả là ở đâu? Trung tâm nào? Nơi lớn thế này mà còn bán giày giả, lại còn ra tay đánh người. Ôi trời, cái này hơi quá đáng rồi. Bán hàng giả còn đánh người, ý thức kiểu gì thế? Cậu xem, cậu xem. Chỗ này nhìn có vẻ quen quen. Có. Hình như năm nay ta từng đến rồi. Chia sẻ bài đi, chia sẻ đi. Sao không đến đây nữa? Chỗ gì thế này, ý thức kiểu gì vậy? Quá đáng thật. Bán giày giả còn đánh người, nhất định phải đưa ra ánh sáng. Trạm tiếp theo, Nhị Trung. Bắt gặp chị giày rách, đủ 50 like chút giận cho cả nhà. Cô làm gì vậy? Cái gì mà tôi làm gì? Cô bôi gì lên đầu chị ấy? Tôi thay trời hành đạo. Cô ta là người bán giày giả, còn đánh người. Cô nói linh tinh gì vậy hả? Gì mà tôi nói linh tinh? Cậu buông ra, buông ra. Không buông tôi báo cảnh sát. Bỏ tay ra. Mọi người đừng chụp nữa. Đừng chụp nữa. Bỏ điện thoại xuống. Xóa ảnh đi. Xóa ảnh đi. Dựa vào đâu mà phải xóa? Mấy người mau xuống xe đi. Không được chụp nữa. Cô cũng xóa ảnh đi. Phải xuống xe thôi, đáng sợ quá. Tôi muốn xuống xe. Em điên à? Lúc nào rồi mà còn đùa dai? Ai đùa dai? Em vừa đến đây mà. Vừa rồi em không gõ cửa. Em gõ rồi, gõ vài cái. Hàng của anh vứt ở ngoài cửa. Thay giày đi. Lần này chị dâu lớn chuyện rồi, bị người ta mò ra nhà rồi. Em thu dọn trước đi. Tổng cộng 8 tệ. Em cắt nhé.
Đừng xem nữa. Em cầm điện thoại giúp chị. Chị đi đâu em đưa chị đi. Em nghe giúp chị nhé. Alo. Trung Hiểu Cần giờ không tiện nghe máy. Sao vậy? Giờ cô ấy đang ở đâu? Tôi nói rồi, cô ấy không tiện nghe máy. Anh có chuyện gì tôi chuyển lời cho anh. Nói đi. Cậu nói với cô ấy, mấy ngày tới tốt nhất đến ở nhà cố Giai. Ở nhà không an toàn. Là điện thoại quấy rầy à? Mắng tôi phải không? Không phải, là chồng cũ của chị. Anh ấy bảo mấy ngày tới chị đừng vội về nhà. Trốn tôi cũng trốn nhanh lắm. Chị đi đâu vậy? Uống rượu. Có phải cậu từng nói không có chuyện gì không giải quyết được đúng không? Đúng vậy. Cạn ly. Chuyện lần này không nhỏ, nhưng thật sự không nghiêm trọng thế. Ẩm ý vài hôm là qua thôi. Bố mẹ cứ đến chỗ Hiểu Cần ở vài ngày, coi như đi thư giãn đi. Nhất định phải đi sao? Không được, phải gọi điện cho con gái mới được. Bố, con khuyên bố đừng vội gọi. Giờ Hiểu Cần thấy điện thoại reng nhất định sẽ run cả người. Đừng gọi nữa, bố lên xe thôi. Đi bố. Không sao, chậm thôi. Đến rồi, bên này. Để tôi, nào, cảm ơn. Đưa người đến là được rồi. Thời gian gần đây để ý chị ấy một chút. Chuyện lần này gây ra ồn ào lớn quá. Được, nếu bên trung tâm có kết quả xử lý nói với tôi một tiếng nhé. Được, chuyện gì thế này? Nào đưa túi cho tôi. Đây, được, cảm ơn, tôi đi trước nhé. Được, tạm biệt. Alo, Dài Dài, sao vậy? Không sao, không sao. Thầy Trần, cô ấy ở chỗ tôi. Anh yên tâm đi. Đã uống bao nhiêu rượu rồi chứ? Thật là. Chồng à, tối nay anh sang ngủ với con. Em chăm cô ấy nhé. Được. Nào, nào, nào. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhayz.org. Sao lại mất ví tiền rồi? Có cần giúp không? Tổn thất không lớn, thẻ ngân hàng. Không cần nhiều tiền để quẹt thẻ. Tiền khách sạn đã trả trước, còn có thể ở 2 ngày. Khách sạn ở chỗ nào, an toàn không?
Buổi tối nhớ khóa chặt cửa, đừng chủ quan. Miếng bánh cuối cùng.眼下的泪和身体